Hôm trước tôi đã tổng kết lại một số những kiểu dữ liệu chính của Python, thì tôi xin nói lại một lần nữa. Vậy thì chúng ta chốt lại một lần nữa trước khi mà chúng ta sang cái mới. Thì những cái dữ liệu chính ở trong Python nó là những cái này, nó là những cái các cái nhóm các kiểu dữ liệu đơn, các kiểu dữ liệu đơn. Đây một chút dữ liệu đơn đấy, như là in này, float này, bool này, tiếp theo là cái nhóm của dữ liệu, nó là dữ liệu cái dạng dãy, tức là nó gồm là những cái phần tử liên tiếp nhau mà chúng ta có thể truy cập từng phần tử một. Ví dụ như là string này, rồi là tuple này, list này, số người bị mới vào. List này, range, đó là một cái dạng dữ liệu nhé. Thì cái nhóm dữ liệu này này thì nó gọi chung cái từ là dãy, cho cái nhóm dãy, nó là cái anh là sequence. Chúng có thể truy cập từng phần tử một, ví dụ như là s là string chẳng hạn, a b c như này, chúng ta có thể truy cập từng phần tử một của nó. Đấy, truy cập như này. Rồi, chúng ta đã biết thêm cái dữ liệu mà trong sách giáo khoa thì không có, nhưng mà trong cái mà tổng kết là coi là quan trọng, đó là hai cái dữ liệu, đó là dữ liệu tập hợp set set và dữ liệu từ điển dictionary. Đây, cái đây là tập hợp này và từ điển. Thì trong cái dữ liệu này thì cái dữ liệu này thì nó dữ liệu này thì nó không thuộc dữ liệu là nó không thuộc dữ liệu là SQL, nhưng mà nó thuộc dữ liệu nó gọi là thùng thùng là nó gồm có thùng, tức là dữ liệu mà nó không phải đơn. Thì nếu mà thật ra suy là đơn hay là thùng thì string này nó cũng thuộc là đơn nhé, thuộc là đơn. Còn range này là cái tuple này, cái tuple và list này thì nó nằm ở trong cái nhóm là thùng. Đấy. Thùng nghĩa thì anh nói là container. Thì chúng ta có một cái tổng quan về về tất cả những cái kiểu dữ liệu, nó gọi thuộc kiểu dữ liệu cơ bản nhất. Bây giờ nói thêm chúng ta sẽ nói thêm một kiểu dữ liệu nữa mà nó là nó không thuộc những dữ liệu này, nhưng mà nó là quan trọng. Nó là thuộc là kiểu dữ liệu nữa, là dữ liệu file, và chúng ta thường xuyên phải dùng cái file này để chúng ta khi làm bài tập cho học sinh nhé. Tất cả các bài tập cần vào ra file thì chúng ta phải thông qua mà có cái kiểu dữ liệu file này. Thì file nó là kiểu dữ liệu, thực ra nó là một kiểu dữ liệu mà tôi sẽ nói sau, nó thuộc thuộc gì ở cái chỗ này, nó không thuộc gì ở, nó không nằm trên cái nhóm này. Nó là kiểu dữ liệu đặc biệt, nó là kiểu dữ liệu file nhé. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu kiểu dữ liệu file vì nó quan trọng. Thì dữ liệu file là gì? Thì có rất nhiều, thật ra có rất nhiều, rất phức tạp, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái dữ liệu file là text file thôi, là plain text file, là text file thôi, text file. Đấy. Là kiểu dữ liệu mà nó là một cái file text, mà dữ liệu của nó là gồm có nhiều dòng, dòng thứ nhất này, dòng thứ hai, dòng thứ ba, dòng thứ tư, các cái dòng, đây là các cái dòng, dòng một này, dòng hai này, dòng ba này, vân vân, và có thể là dòng thứ n. Thì tất cả cái dữ liệu mà chúng ta nhập vào ra, hoặc là từ bàn phím hoặc là từ file. Rồi thế thì tôi nói luôn cái lệnh là việc từ file nhé. Thì đối với file thì của Python nó làm chúng ta các lệnh đó rất là
đơn giản. Chúng ta chỉ cần học lệnh sau đây này. Thứ nhất là cái lệnh là mở file, giống như là cái lệnh file nó rất là giống cái lệnh mở file của Pascal vậy. Lệnh mở file là cái lệnh gì? Lệnh là mở một cái tệp ra để làm việc. Lệnh này là lệnh open. Thì lệnh open này thì nó có hai khả năng, thời gian nó có nhiều hơn, nhưng mà thật là có hai khả năng chính là mở ra để đọc, mở ra để ghi. Thì nó có hai loại nhé, là mở để đọc, đọc dữ liệu từ 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 file, và loại thứ hai là mở để ghi dữ liệu ra tệp. Rồi, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái hai hai cái lệnh này. Thì vẫn là lệnh mở file thôi. Lệnh mở file là nó có khuôn dạng là open, lệnh open, v là vf này bằng open, một cái tên file, sau đó là một ký hiệu chỉ mức của nó, ví dụ như là r hay là gì đó này. Thì cái chữ r này này, nếu là ký hiệu nó là R thì là để đọc, và ký hiệu nó là V thì để ghi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập đơn giản nhé. Bây giờ tôi làm tôi tạo ra một cái file và tôi muốn đọc dữ liệu vào từ file đó. Được chưa? Ví dụ nhé. Ví dụ như này. Bây giờ tôi làm như sau này. Tôi tạo ra một cái file gồm có là n số ở trên một cái hàng. Một hàng như là 12 này, 6 này, 8 này, 9 này, -1 này. Cách cứ cách nhé. -1 này và 10. Như vậy là cái đây là một cái file mà nó có gồm có là 1 2 3 4 5 và có 6 6 số trên một hàng ngang. Thì nó là một dòng đấy, một dòng. Thế thì tôi sẽ mở ra tôi đọc cái file này. Mà tôi đọc cái file này từ từ file text và tôi đưa vào bộ nhớ, vào một cái dãy, và tôi in in dãy nó ra ngoài nhé. Vì tôi lưu này, tôi lưu cái file này lại, các bạn chú ý nhé. Thì trong máy trong phần này nó có cho phép là lưu lại đấy nhé, ghi nhé. Vì tôi ghi vào cái thư mục bài này của chúng ta, bài lớp chúng ta là lớp là đây, Python cho giáo viên đây, đề ba nhé. Tôi viết cái bài là data một đi chấm input nhé, file name đấy. Khi biết thì biết thế này chưa được, biết này là phải bấm vào đây này, bấm vào đây nữa là chọn kiểu file là kiểu text file nhé. Chúng ta chọn kiểu file đâu rồi, plain text nhé. Chúng ta chọn kiểu kiểu file là plain text. Đây, tôi vẫn để đây là file là mặc định là nuôi testing, mà tôi sửa lại là bị là in, trong khi tôi cho thi sinh giỏi tôi hay đổ vào là in, data in nhé. Giờ mở ghi vào đây thì tôi đã cái file như này. Bây giờ mở ra và tôi xem cái file đó nhé. Cái file nằm ở đâu nhỉ? Cái file nằm ở chỗ nào? Bây giờ tìm lại cái vị trí của cái tiệm đó nhé. Desktop này. Nên nhiều quá đây, B3 đây nhé. Đây cái file này tôi vừa tạo ra nhé. Để nó có là một, nên là nó có n số nhé, chim hàng ngang. Bây giờ tôi đọc cái file này, đọc cái file này và tôi đưa vào đấy, thì sẽ làm như sau nhé. Để mình tôi tạo ra cái file mới này. Đấy. Thì cái file này nó sẽ lưu cùng thư mục với cái tiệm này nhé. Để ví dữ liệu về đọc file này. Đọc dữ liệu liệu từ file nhé, từ file text này. Để tôi lưu cái này lại, ghi ra cho cục thư mục kia nhé. Là bài 1 đi. Bài 1 là đọc từ cái file của chúng ta. Cái file là file data 1 này này. Thì làm như sau này. Thế bây giờ tôi tạo ra một cái lệnh, nó tạo cái F này, nó sẽ là một đối tượng dạng file nhé. Lệnh của chúng ta là lệnh open. Nó có hai tham số. Tham số nhất là tên file của chúng ta là file là data
1.in. Và tham số thứ hai dưới cái dạng là cũng là ký tự, thì tham số thứ hai là để là error thì là đọc file. Đây như này, thì cái tham số thứ hai này error đó là cái tham số là mặc định, chứ tôi có thể bỏ đi cũng không sao. Đấy, thì vẫn hiểu. Vậy là này này, lệnh là mặc định là mở một file trên đĩa ra, mở cái file ra để sẽ để đọc, và khi mở ra thì nó tạo ra một cái đối tượng là F, đây là F nhé. Vậy F sẽ là một đối tượng dạng file, và khi mở ra rồi tôi có thể đọc được nó. Rồi thì cái lệnh đọc là như thế nào? Lệnh đọc thì chúng ta sẽ tôi sẽ dạy các bạn có hai lệnh đọc. Một lệnh là đọc, mà cái lệnh đọc cho từng dòng một của tệp. Thì bây giờ chúng ta chỉ có một tệp một hàng thôi, tôi đọc xong thì lệnh như sau này. Lệnh nhận đọc nhé, tôi sẽ em ký hiệu là A này, tôi đọc vào này, đọc vào thì nó sẽ là F read lại, thì đây chính là cái lệnh đọc đọc từng dòng một. Khi chúng ta mở một cái file ra, đây chúng ta đây tôi muốn tạo cho chúng ta mở một cái file ra. Khi tôi viết thì tôi tạo ra một cái file như này rồi nhé, F ở đây. F là một cái lệnh open một cái file nào đó nhé. Cái file data 1.in như này nhé. Đấy. Thì lệnh F này read read line. Lệnh này sẽ nó sẽ đọc một dòng và con trỏ sẽ chuyển xuống dòng dưới, vì đây file của chúng ta là như thế này. Lấy ví dụ nhé, khi chúng ta bắt đầu mở file file chúng ta là nó có nhiều dòng, thì khi bắt đầu mở file đây, dòng thứ nhất đây, dòng thứ hai đây, dòng thứ ba đây, dòng thứ tư đây, thì khi mà chúng ta khi chúng ta mở file ra thì con trỏ đọc nó sẽ nằm ở đây, và khi chúng ta thực hiện lệnh nào read line thì nó sẽ đọc cái dòng này, nó sẽ đọc vào trong 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 bộ nhớ và nó lưu vào trong dữ liệu của cái này. Vì tôi viết là A bằng, thì nó sẽ lưu vào cái A, nó là một cái nó lưu vào một cái dưới dạng là một số ký tự, và khi đọc hết rồi thì con trỏ nó sẽ nhảy xuống dưới và đọc dần dần xuống hết file thì thôi nhé. Đó, thì cho các bạn có thể đây nhé, các bạn có thể thôi được, tôi chạy luôn cho chương trình luôn nhé. Đây, khi viết lệnh này thì là A nó sẽ là, vì tôi có thể in cho mọi người xem nhé. À, cái bài này nó chỉ đọc một lần thôi, vì là chúng ta đây chỉ có một một hàng, nhưng có nhiều hàng sẽ đọc nhiều lần được. Khi đọc xong thì chúng ta có thể dùng cái lệnh là F close giống như mọi khi đó. Thì bây giờ tôi thử tự in ra nhé, tôi print cái A này ra để mọi người hình dung cái gì đấy, print cái A này ra này. Chạy thử cái này nhé, cho đơn giản nhé, để chạy thử cho bạn xem. Thì nó sẽ in ra cái dòng chữ là in ra cái dòng này này cho các bạn hình dung này nhé. Đây này, in ra này, đấy, đây là in ra nhé, đây là nó đọc này, muốn in ra cái này. Khi mà tôi muốn chuyển cái này vào giấy A, tôi làm như nào? Tôi xử lại như sau nhé. Tôi không in đâu, tôi không ấy, mà tôi làm như sau. Tôi đưa cái này vào một cái biến khác cho phải biến A, đưa vào một cái dòng đi, tôi có biết là line đi, đúng không? Line. Nhớ. Bây giờ tôi chuyển thẳng cái dòng này, cái line này nó dạng này này, mà tôi chuyển thẳng, tôi dùng cái gì? Tôi dùng cái dùng cái gì? Dùng cái lệnh là list comprehension cho nó nhanh. A này bằng này. Đây. Int x for x in in cái gì, in cái line line nó là một sâu. Bây giờ tôi tách ra, tôi dùng cái lệnh là split. Đây là cái lệnh nhà, cái lệnh này chúng ta nhớ lại, cái này là cái lệnh là lệnh nó gọi là lệnh tạo tạo dãy nhanh đây, tạo list nhanh đây. Chúng ta cho x, chúng ta cái line nó là một sâu nhé, đọc là một sâu này, là một sâu ký tự, đọc từng hàng một, dòng một, thì chúng ta dùng lệnh split, chúng ta tách nó ra thì nó tách ra thành một dãy, tức là một sâu ký tự. Chúng ta sẽ phải dùng hàm in đang chuyển sang thành số nguyên, đưa vào dãy A. Đấy, thì vì chúng ta sẽ có một dãy A, chúng ta chạy thử nhé.
nó sẽ là như thế này. Đây này, đây nó làm dãy rồi, làm dãy chứ, cái A này là một dãy rồi này. Đấy. Đây là bài 1 nhé. Và chúng ta ghi cái này lại, bài 1. Bây giờ tôi sẽ làm sang bài số 2. Bây giờ cái data 2 này tôi sửa đi một tí nhé. À, tôi sửa đi, tôi CVS sang một cái data 2. Chúng ta có dễ nhìn hơn, nhưng các bạn chú ý được cách làm. Data 2 như sau. Data 2 là như sau. Data 2 là như thế này. Data 2 là như sau. Data 2 là dòng đầu tiên là ví dụ là số N nhé. N dòng tiếp theo, mỗi dòng ta sẽ nhập vào hai số. Ví dụ ta nhập vào hai số đi. 10, 11, trừ 1, 2, 7, 8. Đúng, đúng là lấy nhé. Đây là 7 này, đây là 7 hàng này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Một hai ba bốn năm sáu bảy 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 hàng tháng thứ bảy đấy nhé, hàng thứ bảy ví dụ như là 100, 200. Rồi như vậy cái tập là thứ hai chúng ta là như sau này. Dòng đầu tiên là ghi số n, n là dòng tiếp theo, mỗi dòng là hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách, và chúng ta sẽ chuyển hai cái số này vào thành một cái tuple và đưa toàn bộ cái này vào một cái dãy đấy. Như vậy bài này chúng ta là như sau. Bài này ta sẽ đọc vào dữ liệu vào và sẽ lưu như này. Tôi đọc cái này vào và tôi sẽ lưu thành như sau. Bài vừa rồi nhé. Bài vừa rồi chúng ta là cái bài mà nó gồm có là như sau. Ở đây là số n. N là dòng tiếp theo là ghi các cái số nguyên là i1, j1, i2, j2, in, jn. Và tôi sẽ đọc dữ liệu, tôi đưa vào một cái mảng gồm có các cái phần tử là i1, j1 như là một tuyết bằng như này, i2, j2 và in, jn nhé. Đấy, tôi sẽ đưa ra một cái bảng, một cái dãy như này. Đấy, bây giờ tôi làm quy trình đọc nhé. Ta chú ý rằng là với dữ liệu thì nó với cái file thì nó có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là dùng cái lệnh là F readline, như ta đã biết, đọc từng dòng một. Cách thứ hai hay hơn, cách thứ hai nhanh hơn là ta có thể dùng dùng một cái dùng cái biến nhớ để ta ghi, ví dụ ta đặt là để chạy trên hàng của cái này, ta dùng lệnh là ví dụ như line in f. Đây là cái cú pháp là cho cái dòng line này là chạy trên dọc theo f, bắt đầu thì vị trí con trỏ hiện thời, con trỏ đây cho đến cuối. Cái này luôn luôn đọc để về cuối nhé. Thì như vậy chúng ta có thêm cái lệnh là for line in f. Đấy, nhưng mà đây là một cách đọc thứ hai nữa. Đáng nghĩa là phải là đọc liên tục là dùng lệnh readline đọc liên tục. Nhưng cách này người ta thay cho lệnh readline, ta làm một lần thôi lệnh for cái vị trí nào đó xuống cuối. Thì đây là lệnh rất là hay dùng, để tôi làm lệnh thứ hai nhé. Đây, chúng ta làm thử này. Rồi chúng ta làm sang lệnh B2, bài B2 nhé, đọc dữ liệu từ từ data 2 nhé. Rồi làm như sau này. Tôi tạo một cái đối tượng là file này, open này. File của chúng ta là file data 2 chấm in. Có thể viết là error để vẫn được, bỏ đi cũng được không sao. Đọc nhé. Rồi, thì mình tôi đọc là đọc lần đầu tiên này nhé. Lần đầu tiên tôi đọc thì như sau. Tôi đọc là chính là vào n, vì cái dòng đầu tiên của chúng ta chỉ có một số thôi, chứ cả đọc cả cái dòng này vào nó vẫn là một số thôi. Thì đọc như sau. Bài này tôi ghi ra là bài B2 nhé. N này bằng in in của f chấm readline, đọc cả một dòng nhưng mà nó chỉ có một số thôi, cho nên khi đọc vào nhầm nhầm n bằng, đúng không, đây này, f là readline này,
đọc vào cái headline nó là một show nhưng mà nó chỉ có là một số thôi. Chứ tôi đưa dùng lệnh tôi hàm in tôi đưa vào luôn, đưa luôn thành số n luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ làm như sau này, tôi viết a này. A bằng đây cái dấu đây. Thì đây tôi có thể tôi dùng cái lệnh là tôi có hai cách làm để đọc. Một là tôi đọc mà tôi được tôi đọc cái là dùng nhanh nhé, dùng dùng cái lệnh là khi mà cái lệnh này này cái con trỏ nó sẽ nằm ở cái dòng thứ hai và tôi vẫn đọc như sau. Tôi vẫn đọc là for line in f. Đấy, thì bây giờ nó sẽ xuống dòng. Đấy, lệnh for nhé. Thì đây là lệnh là line nó sẽ đọc tiếp. Nó sẽ đọc tiếp từ dòng thứ hai cho đến cuối cho đến hết. Nó đọc từ đây này, nó đọc tiếp từ dòng thứ hai từ đây này cho đến hết đây này. Đó. Nhé. Đấy. Thì mỗi lần là mỗi line này đọc vào nó sẽ là nó gồm có hai số. Hai số rồi chúng ta sẽ tách ra để chúng ta đưa vào nhé. Đây, chúng ta làm nhanh lên nhé. Thứ line này tôi làm như sau này. Mà tôi sẽ đưa vào một cái tuple nhé. Tôi đưa vào như sau nhé. Đây tôi viết làm nhanh này. Cái line này tôi phải dùng hàm split để tôi tách ra. Sau tôi đưa ra, tôi đưa vào nhé. Đây. Cho nó nhanh cũng được. Line bằng tách ra nó dễ nhé. Split. Thì bây giờ cái line này nó là một dãy rồi. Hai phân tử, hai số rồi, hai số đó nó là sâu. Tôi sẽ chuyển sang số nguyên mà tôi đưa vào A nhé. Anh mình tôi đọc như sau, tôi biết là y bằng cái là nhanh y bằng in của line không. Các bạn thích thì viết lại viết luôn là y này phẩy g bằng line in không phẩy int của line. Nó có hai số thôi mà. Đấy. Và chúng ta add append của y phẩy g. Vậy sau cái lệnh này nó vừa bạn nó đưa vào hết a. Bạn thấy đây gì ta đóng lại. Chúng ta dùng lệnh f close. Và chúng ta print a ra để chúng ta kiểm tra xem đã đúng chưa. Nhé, yeah, tôi sẽ kiểm tra lại nhé. Append. Ở đây tôi viết là như này mới đúng đấy. Viết này nó sai. Append của cái này y này. C. Đấy. Nó làm một cái tuple như này thì mới được. Đây là 12 nhé. Tức là 12 6 này, 11 10 này, 10 11 này trừ âm 1 trừ 2 thì đúng cái này không? Đấy. Trừ 2 này 7 8 này. Đó. 4 4 20 này 11 100 này và 100 100 200 đúng rồi đấy, thấy không nào? Đấy, như vậy là chúng ta phải đưa vào thành một cái easy là một cái như là một cái tuple thôi đưa vào. Như vậy cái a là cái dãy là gồm có là n cái cặp mỗi cặp đó là một cái tuple gồm hai số. Đọc vào từ cái file này. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm thêm một ví dụ nữa nhé. Chúng ta biết rằng ở trong Python ấy, thì không có cái niệm là mảng hai chiều. Cho nên chúng ta muốn dùng mảng hai chiều, chúng ta phải làm như sau. Cái này các bạn chú ý nhé. Đây này. Nó chỉ có mảng một chiều thôi. Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tạo một cái mảng hai chiều, thì chúng ta phải tạo một cái dạng là list of list, tức là một cái list này chứa một cái list khác nhé. Ví dụ tôi muốn tạo ra một cái mảng hai chiều, mảng là một cái mảng 2x2, tôi làm như sau. Đây viết như này. Okay. 1 2 3 5. Đấy. Thì đây là phần tử thứ nhất của A gồm có hai phần tử. Phần tử thứ hai của A cũng hai phần tử, thì như vậy trường này là nó sẽ đóng vai trò cái A này nó sẽ đóng vai trò chính là cái ma trận là 1 2 3 5. Thì dòng thứ nhất chính là phần tử thứ nhất của A,
dòng thứ hai là phân tử thứ hai của A. Đó. Thì như vậy là cái A0 này, A0 nó chỉ là 1, 2. Còn cái A1 chính là cái này. Đấy. Thì tổng quát chúng ta có ba cái phân tử từ AEG chính là AEG. Được chưa? Như vậy là tổng quát ở trong Python ấy thì một cái ma trận tổng quát nhé. Cái ma trận là M nhân N. Thì nó là cái gì? Thì nó là như sau. Đây, M nhân N đây. M hàng và đây là N cột nhé. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ N, và mỗi hàng như vậy là gồm N phân tử N cột. Thì như vậy là cái ma trận này này nó sẽ là gì? Nó sẽ là gồm, nó là như sau. Thì nó là một cái dãy gồm có M phân tử, một cái dãy gồm M phân tử và phân tử thứ y, và cái phân tử bất kỳ phân tử thứ k thì là nó có n n phân tử nữa. Và tổng quát thì như sau, tổng quát là a i g chính là cái đây chính là cái phần tử AEG của ma trận đấy. Y là cái số hàng, phân tử của số hàng, và G là phân tử của số cột. Thấy chưa? Đó, thì đó là đây là cách chúng ta mô tả một cái mảng hai chiều trong trong Python nhé, chúng ta chú ý nhé. Đây chính là một cái mảng hai chiều cho ở trong Python. Thì nó gồm có một cái mảng hai chiều trong như vậy là một cái ma trận A, cái kích thước là M nhân N, thì là một cái mảng như sau. Nó gồm có là một cái mảng gồm có là M phân tử, cũng phân tử là gồm N phân tử, là một cái mảng N phân tử, nó là một cái mảng chứa mảng. Được chưa? Đấy, thì nó là cái, thì tôi biết được tổng quát luôn nhỉ, cho tài dùng nhé. Một cái ma trận như thế này là A11, A12, A1N, A22, A21, A22, vân vân, A2N, tổng quát AM1, AM2, tổng quát AMN. Thì cái này là cái gì? Đây, thì cái này nó chính là cái này. Nó chính là một cái ma trận A mà như sau, mà A nó sẽ bằng như sau. Nó sẽ bằng là phân tử thứ nhất chính là cái hàng chính là A11, A12, A1N, đây là cái phân tử thứ nhất của A. Phân tử thứ hai của A chính là A21, A22, A2N. Phân tử thứ M là AM1, AM2, AMN. Thì đây là cách chúng ta tạo ra một cái ma trận hai chiều. Cái này nó cái mô tả này nó khác với cái mô tả hai chiều của C và Pascal nhé. Alo. Ai đấy? Chiều mai đúng không? Thế mình bây giờ mình qua. Ok, mình sẽ qua sớm nhé. Ok, nhé. Ở phòng nào thì mình lên. Ok. Ok, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm một cái để tôi tạo một cái ma trận như này nhé. A này bằng này 33 nhé, ví dụ đấy nhé. Hàng phần tử hàng nhất này, 1 này, 2 này, 3 này. Hàng thứ hai này, 3 này, 4 này, 5 này. Hàng thứ ba này, hàng thứ ba là 10 này, 11 này, 12 này.
Thì đây là kêu ma trận 3 nhân 3 đấy, 9 3 nhân 3. Nhưng mà viết ra nó viết như này thôi, bây giờ mình muốn viết cho thành một cái viết viết thành một cái ma trận, ta phải viết như này thành ma trận này. Viết cái dạng là như ma trận ấy, chúng ta phải làm như sau. Tôi viết một cái hàm gọi là show show đi. À, bạn sẽ làm như sau để cho các bạn xem nhé. Cách tạo một cái hàm, một cái thủ tục để hiển thị một cái ma trận trên màn hình như là ma trận thật. Còn đây là dạng của nó nhé, đây là dạng dạng lõi của một cái mảng hai chiều nhé. Còn cách mà hiển thị nó ở trên màn hình như là một cái ma trận, tôi phải tạo ra một cái thủ tục đặc hiệu là show đi, để mà show cái A, để mà hiển thị cái A như là một cái ma trận thì là như sau. Tôi đây nhé, giả sử nó là MN đi thì viết là M này bằng này bằng M chỉ bằng len của A nhé, giả sử N bằng len của M là số hàng, N là số cột, M là len của A. Không. Được chưa? Rồi bắt đầu for này. For i in range m. Thì với bốn mặt hàng nhé. Tôi in cái phần tử của A trên một hàng ngang thì như sau. For g in range n. Tôi print đến cái A I G nhìn trên một hàng ngang, tôi phải viết như này. Rồi sau đó lấy tên tôi xuống dòng, hết cái hàng đó tôi xuống dòng. Đấy. Xong giờ tôi show cái A lên nhé. Thế nên là in ra thì cái dạng là một cái mặt trận đúng không? 1 2 3 này, 3 4 5 10 11 12 này. 1 2 3 3 4 5 10 11 12. Thì chúng ta nhớ cái thủ tục này nhé. Thủ tục này là thủ tục để in ra một cái mặt trận để tự làm tổng quát luôn. Nhưng mà thực tế thì phần lớn mặt trận thực tế là mặt trận vuông thôi. Nhưng mà đây là MN này. M là cái số hàng của mặt trận, số hàng của mặt trận chính là cái số phần tử của dãy A. Còn N là số cột, chính là số phần tử của một phần tử của A. Ok. Ví dụ như là A0. Đây tôi có hai vòng lặp. Đây là in ra trên một hàng đây, in ra trên một hàng. For này in trên một hàng. In xong thì khi sang hàng, xin sang hàng mới tôi phải xuống dòng. Đây, rồi. Thì bây giờ tôi sẽ làm lại bài này nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ data 2, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái data 3 để lưu mã trận. Bây giờ tôi sẽ lưu kết quả là vào một cái ma trận trên file, tôi đọc cái file nó ra nhé, đọc file. Đây tôi file này mình tôi CVS sang data 3 đi, tôi gọi là data 3 nhé. Data 3 là của tôi, nó làm ma trận, giả sử là ma trận vuông đi nhé, ma trận vuông này, giả sử đấy nhé. Tôi đọc cái dữ liệu đầu vào là 4 chẳng hạn. À, đây tôi tạo ra một cái file đến một tuyệt nhé, 10, 20, 100, -90, hàng thứ nhất, hàng thứ hai 11, 0, 1, 18, hàng thứ ba 22, 15, 17, 30, hàng thứ tư -20, -10, 18, 22. Đấy. Như vậy tôi là tạo ra một cái ma trận như sau. Là dòng đầu tiên chính là gì? Dòng đầu tiên chính là số n, là kích thước của ma trận vuông này. Và n hàng tiếp theo, mỗi hàng là n số hạ cách nhau bởi dọc cách. Là giả sử đây là số nguyên đi nhé. Bây giờ tôi lưu cái này lại và tôi sẽ viết một cái chương trình, tôi đọc dữ liệu từ một cái ma trận đưa vào một cái dãy A, một cái dãy mà để tạo một cái dãy trong Python để mà lưu dữ liệu làm cái mảng hai chiều và tôi in ra nhé. Đây bây giờ tôi tạo lưu cái mới đi nhé.
đọc dữ liệu, đọc dữ liệu là một mặt trận, mặt trận vuông nhá, n. Rồi chúng ta bắt đầu làm nhé. Bài này đây là bài số 3 đi, của hôm nay đi, bài số 3 nhé. Mà chúng ta sẽ hành nhiều hơn một chút nhé, vì nó là cái bài nó là vẫn là bài ôn tập về các kiểu dữ liệu của Python này, nhưng mà cái phần này là phần quan trọng, vì ở trong trong sách giáo khoa sẽ không nói về cái phần đọc và ghi file này. Theo tôi biết thì trong sách giáo khoa là không nói. Thì cái phần này là phần toàn bộ cái phần đọc ghi file này là cái phần mở rộng bổ sung thôi, mở rộng đọc thêm một bài. Mà giáo viên là chúng ta nên biết để mà dạy cho học sinh cái này. Rồi mình sẽ đọc nhá. Chúng ta tạo ra một cái đối tượng là file, đối tượng kiểu file là open. File của chúng ta là file data 3 đúng không nào? Data. Thậm chí tôi làm cho hay nhé, cho nó đúng theo kiểu mẫu học sinh giỏi hay thi này. Tôi tạo ra một cái biến là file name cho tổng quát đi, và đây là data 3 chấm in. Và đây là chỉ biết là file name. Đây là đủ. Cái file name này là chính là cái chân này này. Đấy, data 3 này. Nhá, yeah, rồi thì tôi đọc này. Đầu tiên là n trước này. N nhá, n này bằng này, vì nó có một hàng thôi, dễ đọc, nó là in này của này f chấm này red line. Đọc một hàng đầu tiên. Đấy, thấy không nào? Hàng về hàng cái hàng đầu tiên này nó chỉ có một số thôi. Xong bắt đầu từ hàng thứ hai thì tôi biết là nó có bốn hàng rồi, mà tôi đọc ra luôn, mà tôi đưa vào luôn vào file nhé. Để bắt đầu đọc này nhé, đây này. Rồi bây giờ tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi tạo ra a này, tạo ra a tôi lưu file a này là một cái mảng, được chưa? Và bây giờ tôi bắt đầu đọc này nhé. For line, đọc tiếp tục nhé, in f. Đấy, cái này đọc xong rồi này rồi thì con trỏ của file nó sẽ lưu ở trên kia, nó bắt đầu hàng thứ hai này, mà tôi đọc bốn lần cả một hàng luôn. Đây này, đây là for line in f, hay là in f được là đọc đó cho đến cuối đúng không nào. Mà tôi làm như sau, line này bằng line split, được chưa? Rồi và tôi tạo ra một cái biến, dùng cái tạo list nhanh đi đấy nhé, cái này b này bằng là in của x for x in line, thấy không này? Thì đọc từ hàng mà tôi dùng split, tôi tách ra, tách ra thì mình dãy, và tôi dùng cái hàm in này thì tôi for i x in line, mà tôi tách ra từng số nguyên một từ trong cái dòng này, và tôi đưa vào một cái dãy là b. Đấy, thì dãy này chính là cái hàng từ hàng mà tôi đưa vào a chấm b. Vậy sau khi đọc xong chỗ này xong thì làm vận là xong luôn. Và tại đây tôi đóng lại f close. Bây giờ tôi muốn đọc cái a, tôi muốn đẩy cái a ra ngoài, tôi sẽ phải viết đây, tôi viết vào đây một cái đây, viết đây một cái def show a, nên cho tôi để copy từ đây sang nhé. Chỉ là cái này này, copy nhá cho nó nhanh. Thật ra chỗ này là không cần nữa, thật ra đây chỉ có n thôi, đây là n ở đây có rồi, nên không cần nữa, n này là cái này là không cần nữa nhé. Rồi 1 2 3 4 giờ rồi. Rồi. Đấy.
chị này thôi, đây sẽ là n hết nhé, đây là n đấy. N mà khi tôi đọc xong rồi, đọc xong tôi chỉ việc show show này show. Chạy thử nhé, xem đúng không nhá. Cô giáo nói ra cái này đúng này, ra cái này mới đúng nhé, tôi chạy thử nhé. Đúng không? 10, 20, 100 trừ 90 này, 11, 0, 1, 18 này, 22, 15, 17, 30 này, âm 20, âm 10, 18, 22, đúng rồi đấy nhé. Nhưng chúng ta nhớ là như vậy là cái lệnh đọc từ file vào thì là nó gồm có lệnh hai lệnh, hoặc là lệnh readline đọc từng dòng một, hoặc là chúng ta dùng cái lệnh là for, một cái biến inf để nó đọc từ vị trí con trỏ chuyến cuối, cũng đọc từng hàng, nguyên tắc là đọc từ hàng một, từng dòng một của file, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm cái tôi sẽ mô tả cái chiều ngược lại là ghi ra file. Cái lệnh ghi ra file nó rất đơn giản như sau. Thực ra trong trong Python nó có rất nhiều những cái lệnh để ghi ra file, nhưng mà chúng ta không cần học. Theo tôi chúng ta cần học cái này mà các bạn dạy cho học sinh nhé. Để ghi ra file chúng ta làm như thế nào thì chúng ta sẽ ghi ra file là như sau. Cách làm ghi ra file như sau: chúng ta để ghi ra file chúng ta phải tạo ra một cái file mới tinh mà chúng ta ghi ra file đó. Thì cách tạo ra cái tạo file như này, chúng ta dùng lệnh f và lệnh open, sau đó là tên file mới ở đây nhé, tên file vẫn lưu ở trong cái, nhưng mà chúng ta tên file sau đó phải cho chúng ta phải có ghi là cái v kép trong dấu nháy, bắt buộc phải ghi. Nếu không có cái dấu này thì nó ghi ta hiểu là mở ra để đọc, nhưng mà có cái chữ v kép thì là mở ra để ghi, được chưa? Mình chúng ta tạo ra một cái đối tượng file là f mà nó sẵn sàng để ghi, mà khi đó thì còn, nó sẽ tạo trên trên đĩa một cái tệp máy tính mà con trỏ ghi từ đây, từ đầu đây nó ghi đây, nó sẽ ghi như này, nó ghi được như này, được chưa? Thì có rất nhiều lệnh ghi, nhưng mà theo tôi thì chúng ta làm như sau. Các bạn dùng lệnh này thì rất hay, và nó dùng chung với lệnh khác được, và chúng ta có thể xen kẽ vẫn làm việc như bình thường. Đó là chúng ta dùng lệnh print. Cách ghi nhé, cách ghi là dùng lệnh print, dùng lệnh print, print, được chưa? Thì như sau này, cái lệnh print mà chúng ta vẫn thường làm ấy thì nó là lệnh là print, sau đó là các cái giá trị v1, v2 bất kỳ, đúng không nào, vn, cái lệnh print. Chúng ta có thể thêm cái thuộc tính như là v1, v2, vn, sau đó là n bằng như này, thì nó in ra các cái dữ liệu gọi là trên một hàng, được chưa? Thì mặc định lệnh print sẽ in ra màn hình, nhưng mà tôi muốn lệnh in ra file, tôi sẽ thêm một thông điệp nữa là xong. Đây làm như sau, đây là in ra màn hình nhé. Bây giờ muốn in ra file chúng ta làm như sau: chúng ta dùng lệnh là print v1 v2 vn, sau đó chúng ta sẽ có n hay không n là tùy ý, nhưng mà chúng ta sẽ thêm một cái tham số là file bằng f. Đấy, sau đó có thể n không n thì tùy, nhưng có thể là n, không có thì là không sao cả. Chúng ta chèn thêm cái thông tin là file bằng f. Thông tin này mà không có thì mặc định là in ra màn hình, còn có là khi ta file bằng f thì nó ghi ra file. Còn tất cả các tham số khác nhé là giống hệt nhau, giống hệt như ở trên trên màn hình, chỉ khác cái này là chúng ta thêm cái file bằng f là xong nhé. Nhưng mà như vậy ta thêm cái thuộc tính là file, thêm cái điều kiện là file bằng tên file, tên object, tên file. Đấy, thêm này là xong. Cái này nếu không có thì in ra màn hình, còn đưa vào thì in ra file. Vậy là rất là thuận tiện luôn, để thuận tiện khi bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử bài tập đơn giản nhé. Như vậy là không cần khi lại ghi ra file, chúng ta không cần phải nhớ cái gì hết, chúng ta chỉ cần mỗi cái nhớ cái này thôi. Chúng ta đưa vào cái chữ file bằng bằng đối tượng file sau có giá trị này, có thể là trước hoặc sau cái n cũng được, cái n này là ở đâu cũng được nhé. Đấy,
Hỏi gì đấy à Tuấn ơi? Thầy ơi, cho em hỏi một chút ạ. Em giả sử em có cấu trúc dữ liệu, cái dạng cấu trúc dữ liệu là nó không phải tất cả đồng bộ đều là các con số, mà nó có thể là mã số sinh viên này, sau đó họ tên này, sau đó là điểm số này, tức là các dữ liệu nó lẫn lộn giữa số và chuỗi ký tự. Thế thì em muốn muốn lấy ra, em muốn lấy ra và em lấy từng thành phần một ra để gắn vào từng biến bộ một, bởi vì nó khác nhau mà, để em xử lý dữ liệu, em so sánh như thôi. Thì trong đây thì mình lấy ra kiểu gì ạ? Cái đó thì chơi học sau, cái đó là trong cái phần là xử lý format của sâu ký tự, tức là chúng ta mới đọc vào là thành sâu hết, sau chúng ta xử lý từng phần một của sâu thì đó nằm ở trong cái lệnh mà xử lý khuôn dạng của sâu ký tự. Thì phần sau tôi sẽ nói, có cái phần nó sẽ nâng cao hơn một chút, tôi nói phần đó, phần là trong sách hoa ra không có. Tức là ở trên cái dòng đó là nó có một ít là chữ với là số đúng không, chữ số lẫn lộn với nhau đúng không, đấy thì Vâng, nó lẫn lộn nhau. lẫn lộn nhau thì chúng ta sẽ phải phải xử lý tách sâu ra và xử lý từng từng phần một nhé. Thì đầu tiên tôi đi trước các bạn coi là số đã, nó mà là sâu đã đấy, có thì chúng ta sẽ xử lý sau nhé, không có gì đâu, không không khó đâu, cái đó là hoàn toàn không khó nhé. Nhưng cái đó nó cũng là thuộc phần nâng cao, là xử lý sâu hơn về sâu thôi nhé. Rồi thế bây giờ tôi nói tiếp sang phần này nha, chúng ta bây giờ chúng ta làm ở mức độ đơn giản này thôi, chúng ta ghi ra như này thôi nhé. Đây thế bây giờ như này, bây giờ mà đây bây giờ giờ tôi sẽ làm bài tập nhé, tôi làm một bài tập đơn giản nhé. Đây, bây giờ tôi new này, file này. Thì bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ tôi sẽ in ra như này nhé. Đây, bây giờ tôi giả sử như sau. Giả sử tôi có A, tôi cho A là một cái mặt trận bất kỳ. Thôi tôi cho A là số đấy nhé, tôi cho A là số thôi đấy, như là 10 này, 14 này, 17 này, có thể của nó là số, có thể là số thập phân 18.8 như vậy nhé, 19.9 nhé. Thậm chí là có thể là số ký tự cũng được, không sao cả, vì không có nhiều ảnh hưởng nhé. Ngoan này, rồi đây là cái A như này nhé. Bây giờ tôi làm như sau này, tôi sẽ in ra một cái file. Dòng đầu tiên là số lượng các phần tử của cái A này, và dòng dòng thứ hai thì là in ra những cái số này cách nhau bởi dấu cách, được chưa? Thì lệnh này như sau nhé, lệnh này là ghi ra tệp với hai dòng như sau. Dòng một số phần tử, số n đấy là số phần tử của A, hay số số dữ liệu đấy, số phần tử của A nhé. Rồi tiếp theo là dòng 2 là các dữ liệu từ A cách nhau bởi dấu cách. Chưa? Đấy. Thế làm như sau. Đây, tôi tạo một cái đối tượng là F là open. Bây giờ tôi đọc đặt tên cái file đó là data1.out. Nhận cho đây. Cho nên lẫn lộn hơn khỏi lẫn. Out. Được chưa? Và tôi phải ghi ra với cái việc kép. Dòng thứ hai là cái phần thứ cái tham số thứ hai là viết kép là được ghi dữ liệu nhé. Và bây giờ tôi bắt đầu ghi nhé. Thì ghi chúng ta rất hay của thằng này là chúng ta không phải lo lắng, chúng ta in ra màn hình thôi, in ra màn hình thôi. Đánh nhiên ghi ra là đầu tiên là cái số n chẳng hạn, sau đó người ta số dòng ghi ra cái phần thứ của a đây. Lệnh print như bình thường, đây là mình sẽ đơn giản nhé. Lệnh đầu tiên là print này, print cái len của A ra trước này đúng không, và
và là file đấy bảng ép thế này thôi, in ra đây là lệnh in in ra in ra chữ n ra ra file ép và sau xuống dòng vì không không có chữ n, không có chữ n bằng cho nên lên xuống dòng. Tiếp theo này, tiếp theo là for for x in a nhé, lần lượt x chạy trên 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 cái dãy a và chúng ta print x gì sau file bằng f in ra file f và n bằng như này là in ra trên một hàng đấy, được chưa? Và in xong thì chúng ta làm gì? In xong chúng ta đóng file lại, chúng ta nhấn luôn đóng cái file lại nhé. Đấy, đây chỉ lệnh là in ra, in ra cái file là in in ra cái in ra cái tệp là data 1.out nhé, in ra bằng 1.out. Dòng thứ nhất in ra là len a là số n là số lượng phần tử ở đây, n phần tử của a đây, và hàng thứ hai, dòng thứ hai đây, dòng thứ hai in tất cả các phần tử của a in ra và in ra file, in ra file và cách nhau một số cách này, cách nhau một số cách nhé. Bên này tôi ký hiệu là B4 đi, B4 nhé, tôi chạy thử cho bạn xem nhé. Đây chạy thử này. Ôi bị lỗi. À bị lỗi đi. À hiểu rồi. Đây này. Để tôi sau nhé. Để tôi trả lời luôn câu hỏi này. Vì sao là lỗi? Mặc định khi chúng ta ghi dữ liệu ra file text ấy thì thằng Python nó không hỗ trợ cho Unicode. Đây có chữ Hà Nội này. Là nó báo lỗi. Đấy. Đọc từ file là đọc từ file text là không hỗ trợ cho Unicode cho nên là lỗi. Thế bây giờ đây có hai cách là chúng ta trước chúng ta nên mà hầu hết chúng ta ghi mã ASCII là không ghi ghi ấy nhé. Bây giờ tôi sửa cái này lại là dễ nhé. Còn chủ này. Tôi sẽ nói sau với các bạn cách chúng ta muốn ghi ra file mà có tiếng Việt thì làm như nào, Unicode thì làm ra sao. Nếu để như này thì không sao, nhất là số chữ là bình thường không sao, chạy thử này. Đấy, xong rồi đấy. Việc tôi mở cái file của chúng ta nhé. Để tôi mở cái file ra. File chúng ta là file gì? File có đuôi là gì? File có đuôi là data 1 đúng không? Nên data 1 đây này. Mở ra nhé. Mở ra đây này. Đấy. Dòng thứ nhất là 7 này. Đúng không? Sau dòng trong thứ hai là cái số 14, 17, 18.8, 19.9, 1, 2 này. Đấy, 1, 2 luôn nhé. Chính là cái này. Được chưa? Rồi, thì bây giờ tôi làm bài số 2. Là tôi cho một cái ma trận NN mà tôi in ra, tôi ghi ra cái file đó dưới dạng đúng là một cái ma trận đó. Nhé. Thì làm như thế nào? Để chúng ta làm luôn nhé. Đây, vì bên đây là bài 5. Lưu cái ma trận. Mặt trận N nhân N ra file. Dòng đầu ghi N. N dòng tiếp theo. N dòng tiếp theo. Ghi thông tin mặt trận. Ghi thông tin mặt trận nhé. Rồi. Tôi giả sử luôn cho dễ nhé, vì tôi có thể là chúng ta có thể lập trình là cho A đọc từ một cái file khác mà tôi làm luôn cho nhanh đây nhé. Ví dụ là mặt trận là 3x3 đi nhé, 1 này 2 này 3 này, 1 này 2 này 3 này, hàng thứ hai là 10 11 12, hàng thứ ba là 100 200 250. Đấy. Đây là cái mặt trận A đây. Nhân 3 kích thước là 3x3. Nhé. Vì tôi muốn ghi ra file là dòng đầu tiên là số 3. Dòng thứ hai là 123. Dòng thứ ba là 10 11 12. Dòng thứ tư là 10 200 250. Nhé. Rồi làm như sau này. Tôi tạo ra một cái file là open. Một cái file có tên là ví dụ như là data 2 đi. Chấm A. Nhé. Và nhớ chú ý là phải có chữ V kép này. Được chưa? Rồi tôi bắt đầu ghi này.
ghi là lệnh là làm hệt như bình thường chúng ta ghi thôi, không có gì cả, chúng ta làm hệt như làm ghi ra màn hình thôi nhé. Đây tất cả dùng lệnh print hết nha. Print này đầu tiên là ghi ra cái len của A trước này nhé, sau đó là file, nhớ là file bằng F xuống mà xuống dòng luôn, không không có cái en nữa, nhảy xuống dòng. Tiếp theo là như sau này, nhà tôi lấy n để bằng thuận đúng n bằng len a luôn nhé. Chúng ta ghi như này, đây là bài số 4 nhé, B4 nhé. Đây là B5 nhé, bài này bài B5. Rồi rồi bắt đầu nhá. For này, for i này, in này, range n này, for g in range n này, được chưa? Tôi print print cái a i g nhé. Chú ý là file đấy, luôn đã ghi ra file thì phải như này, xong cách ra một dấu cách in trên mặt hàng, in ra một dấu cách như thế này đấy. Và đây thì là xuống dòng lệnh là print. Bình thường để như này thì là xuống dòng trên màn hình, còn xuống dòng trên file thì là file bằng F, đây lại xuống dòng trên trên file nhé, đấy xuống dòng trên file. Và thì đây thì là đóng là F. Đấy. Được chưa? Đấy. Giờ bây giờ tôi chạy thử nhá. Bài của chúng ta là bài là hay xong rồi đấy. Bây giờ tôi mở cái file nha. F data 2 này. Mở ra đúng không? Này là dòng đầu tiên là ma này, dòng 1 2 3 này, 10 11 12 và 100 200 250. Bạn thấy không? Được chưa? Đây. Chúng ta nhớ nhất như vậy là cái cách đọc file thì chúng ta đọc file bằng dùng hạ lệnh read line đọc từ dòng 1, và cái lệnh là mà cấu trúc là for line in F, tức là đọc từng dòng một từ F, từ vị trí hiện thời cho đến hết. Cái này là cái rất là hay. Còn lệnh đây lệnh in ra đây. Rồi thì tôi nói cuối cùng tôi nói sang cái bìa mặc định là Python là chỉ cho phép đọc file là file dữ liệu là ASCII. Bìa chúng ta muốn ghi cả tiếng Việt vào đấy, đọc dữ liệu có tiếng Việt mà ghi ra tiếng Việt thì làm như nào, thì ta làm như sau, rất đơn giản như sau. Chúng ta chỉ cần thêm vào cho cái lệnh open đấy, để tôi ghi đây để cho anh nhớ nhé. Bìa muốn đọc muốn đọc ghi file có ký tự Unicode thì làm như nào, thì làm như sau, là như sau. Chúng ta khi chúng ta dùng lệnh là open file đó nhé, yeah. file name nhé, yeah. Sau đó chúng ta bình thường chúng ta cũng có thể là hoặc là r hoặc là vk như thế này đúng không nào? Đấy. Nhưng mà chúng ta thêm một cái tham số nữa, nó gọi là encoding và bằng mở nháy utf8, là nhớ cái từ này nhé, là nhớ cái này. Đây là utf8. Đấy, ta thêm vào là xong. Thì khi chúng ta có cái encoding này này thì phần mềm nó cho phép chúng ta mở cái file đó là file Unicode bất kỳ. Nếu cái này mà không có thì mặc định nó chỉ mở file chỉ cho phép là ghi đọc và ghi file ASCII. Nếu mà có cái có dữ liệu mà không phải ASCII thì nó sẽ báo lỗi. Cho thêm một chút nhá. Đây là một cái mặc định của Python thôi. Nếu chúng ta đây là cái điều mặc định ở trên trên Windows. Còn nếu chúng ta chạy trên Mac hoặc trên Unix thì không cần. Trên
trên Unix thì cái coding của nó mặc định chính là UTF-8 rồi, không cần thiết nó tượng nó sẽ có tiếng Việt. Nhưng mà trên Windows thì là cái này nó sẽ là bằng, nó là chính là CP1258, cho nên là nó không đúng. Đây là mặc định về cái phông dữ liệu mặc định của Windows, cái kiểu phông. Cho nên là chúng ta chạy trên Windows chúng ta phải có thêm thêm cái này nữa. Nhưng còn trên Unix thì không cần. Rồi, thì bây giờ chúng ta làm lại lệnh này nhé, làm lại lệnh nãy. Đây. Bài nào nhỉ? Bài 4 đúng không? Đây, giờ tôi sửa cái này nhé, tôi sửa cái này thành Hà Nội này. Hà Nội. Tôi sửa cái này thành Việt Nam nhé. Tôi muốn ghi ra mà có tiếng Việt thì làm như thế nào? Đây làm như sau. Đây open file này, tôi sẽ phải thêm một cái nữa là encoding. Đây, encoding này bằng là UTF gạch ngang 8. Đấy, thêm cái này thôi. Cái bằng mà này là xong, là nó sẽ ghi ra bình thường nhé. Đây là bài này, là bài cái bài nào này? Bài này đúng không? Bây giờ chạy thử nhé. Phần này là file data 1 nhé, chạy thử. Xong rồi đấy, bây giờ tôi mở xem file data 1 này. Data 1 ao nào. Đấy. Việt Nam Hà Nội này, ghi được rồi nhé. Nhưng mà chúng ta chú ý là cái nhắc lại này, nhắc lại là đối với Windows thì chúng ta muốn 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 chúng ta đọc cái ghi file là Unicode, chúng ta sẽ phải thêm một cái này, thêm cái tham số là encoding nhé, encoding. Rồi, nhưng mà tôi vừa nói xong sang nó xong cái phần đọc và ghi file. Đấy, nhưng mà đây, tới đây mới thực sự là kết thúc cái việc tôi lại thêm một chút nữa nhé. Đây. Và nhắc lại thêm một kiểu dữ liệu cho chúng ta nhé. Tổng kết lại, đây vẫn tổng kết, chúng ta vẫn đang trong cái chương 1 là chương về ôn tập cái kiểu dữ liệu chính của Python, các cái data type in Python nhé. Cái phần này nó rất quan trọng, tôi muốn nói kỹ hơn một chút. Thì cái dữ liệu cái kiểu đơn còn có in này, float này, complex này, bool này, được chưa? Kiểu dữ liệu string này, tuple này, là list này nhé, và range. Thì cái kiểu dữ liệu này này thì nó gọi chung là kiểu dữ liệu dãy, sequence. Thì cái sequence này nó gồm có gì? Nó gồm có là ta có thể truy cập từng phần tử, và chúng ta có cái khái niệm là vùng chỉ số, slicing đấy. Slicing là vùng chỉ số rất quan trọng nhé. Ngoài ra chúng ta đã biết thêm là set, big và file. Đấy. Thì những cái này ba cái này là cái mà nó có chung cái là chúng ta, nó hỗ trợ thì nó hỗ trợ lệnh for x in đối tượng, đúng không? Nó hỗ trợ lệnh for in này. Đấy. Thì cái dữ liệu này cái dữ liệu mà nó hỗ trợ lệnh for in này, thằng này cũng hỗ trợ for in nhé, thằng này cũng hỗ trợ for in, thằng này cũng hỗ trợ for in. Thì tất cả cái dữ liệu mà hỗ trợ for in này thì nó gọi chung một cái từ là gì? Nó gọi chung một cái từ là dữ liệu này là dữ liệu nó là kiểu dữ liệu tuần tự, rất quan trọng ở trong Python. Rất nhiều kiểu dữ liệu nó là kiểu dữ liệu tuần tự. Tôi sẽ nói ngay bây giờ, và sẽ học tiếp là trong bài sau nữa nhé. Rồi, thì trước khi mà kết thúc phần này, bây giờ tôi nói thêm một chút nữa để chúng ta hình dung được cái chút đó rồi đúng không? Nhưng mà tôi vẫn nói thêm một chút nữa là ở trong Python nó có một kiểu dữ liệu rất đặc biệt là kiểu dữ liệu mà nó là kiểu dữ liệu mà không thuộc loại dữ liệu gì, nó là kiểu dữ liệu nó gọi là non type.
kiểu dữ liệu này kiểu dữ liệu này nó chỉ có một giá trị thôi, nó chỉ có một đối tượng. Là kiểu dữ liệu của nó chỉ có là một đối tượng duy nhất thôi. Nhưng mà đối tượng này là rất hay sử dụng luôn, nhất trong lập trình. Đặc biệt là trong trình lập trình thuật toán nhé, là kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu là năn, đúng rồi một năn. Bản thân năn nó là một cái từ khóa thì chúng ta không được phép đặt tên biến nhớ là với cái tên là năn. Thì cái này nó đóng vai trò trong Pascal, nó là nun đấy, nó là nin đấy, đúng không? Nin hay là trong ở trong C thì nó là nun đấy, nun nin đấy. Tức là cái con trỏ rỗng hay chỉ đối tượng là rỗng thì nên nó là năn. Thì năn nó là một đối tượng rất quan trọng, mặc dù nó là đối tượng thuộc kiểu không thuộc kiểu nào, năn thai là không không thuộc kiểu nào cả, nhưng mà nó lại là rất quan trọng. Để tôi nói thêm cho bạn xem nhé. Đây thì tôi khai báo x thì là năn, năn chữ năn viết hoa nhé, năn viết hoa. Nên các bạn thấy nó màu được không? Thì nó là cái năn này, nó là một cái từ khóa để tôi time x lên này. Nó là kiểu dữ liệu là năn thai. Năn thai tôi đi lên xem nó có thuộc tính gì không nhé. Đi cái x lên này, không có bất cứ, tôi chỉ là tất đây là tất cả những cái hàm này là cái hàm hệ thống bình thường chúng ta không nhìn thấy được, ai phải hiểu sâu nữa thì hiểu, nhưng mà nó không có hàm nào cả. Như vậy không có bất cứ cái hàm nào mà liên quan đến năn này cả, không thuộc tính mà không có phương thức nào cả, được chưa? Đó, cho nên cái năn này là cái rất quan trọng. Bây giờ tôi nói thêm một chút về tôi tạo ra một cái hàm nhé. Không, để tôi chọn ở trong đây nhé. Các bạn biết ra là ở trong nó thêm ở trong Python ấy thì tất cả các cái hàm số đều là đối tượng hết. Đây cho bạn xem nhé. X bằng input, bản thân input nó là một cái hàm. Khi tôi viết là x bằng input như thế này, cứ được không? Tôi type x thì nó báo đây là nó là built-in function or method. Như vậy là bản thân x thì nó là thuộc lớp nó có cái hàm. Thấy chưa? Như vậy là bản thân cái input thì nó là hàm, nó là hàm mà nó là thuộc kiểu, nó là một cái đối tượng, nó là một cái đối tượng mà tôi có thể gán x bằng input được. Được chưa? Đấy. Khi tôi gắn x bằng input như này nhé, input chạy hàm này, tôi chạy hàm này nhé, em đặt vào là 78 chẳng hạn, enter thì x chỉ là cái hàm này là hàm đọc từ bàn phím một cái dữ liệu và nó trả lại dữ liệu bởi cái hàm số này, trả lại x chỉ là dữ liệu là 78 đây. Hay thì biết là hay biết là and hay là biết lại những cái là name bằng input nhập tên để ký hiệu game hàng nhé, enter nhập tên nhé, à nhé. Thế thì cái name này name chính là hàng. Như vậy là giá trị trả lại của hàm số đấy là cái này, một hàm luôn luôn trả lại giá trị, đúng không nào? Thì ở trong Python thì hàm số, chúng ta có định nghĩa hàm số theo hai loại là hàm có trả lại giá trị và hàm không trả lại giá trị. Đây tôi đặt tên cái hàm là f nhé, hàm f này, xong tôi return 100. Thì cái hàm này là hàm trả lại giá trị là 100, thì tôi biết là x bằng f như thế này thì x là 100, được chưa? Đó. Thì trong định nghĩa, trong khai báo của hàm số thì hàm số có thể trả lại giá trị bằng cách chúng ta đưa giá trị đó đằng sau từ khóa là return. Các bạn biết rồi đúng không? Đây là cái khái niệm cơ bản về hàm số thì biết rồi. Bây giờ nếu mà hàm số mà không trả lại giá trị thì sao? Đây, tôi viết là def của g nhé. Đấy như là x thì bằng print ra. Print là xin chào,
Xin chào. Và tôi viết là return không thôi. Return không có giá trị gì cả. Được chưa? Đấy. Thì đây là một hàm mà. Cái dòng này có thể bỏ đi cũng được mà để vào cũng được. Sau return mà không có gì cả thì hàm này là hàm không trả lại giá trị. Tôi chạy thử hàm nó nhé. G à, mình chuẩn bị sang cái lệnh print, tôi định nghĩa lại một tí, định nghĩa lại thì mình mới sang print tiếp nha. G này print thiếu chữ t đây rồi này, xin chào, cái lại hàm này cho nó dễ nhé. Dòng thứ hai là return, giờ tôi gọi này g này nhé. Yeah. Mình thì biết là x gì bằng g định trả lại giá trị. Được chưa? Thì x có giá trị không? X không có giá trị trả lại. Tôi kiểm tra time của x. Đấy, lần time. Đấy, ngoài chú ý nhé. Như vậy nếu một hàm mà không trả lại giá trị thì suy ra là nó có trả lại giá trị, nhưng mà trả lại giá trị chính là năm, chính là năm time. Các bạn thấy không nào? Đấy, cho nên là hay thì biết là y bằng print viết từ y nào gì cả, time y. Như vậy là một hàm là thủ tục ấy, một hàm không có chỉ trả lại thì thực ra nó vẫn trả lại, nhưng mà nó trả lại giá trị là năm, là năm time. Được chưa? Đấy, các bạn thấy chỗ này là chỗ đặc biệt nhé của cái Python. Nó còn có một kiểu dữ liệu rất quan trọng là kiểu dữ liệu là non time, và giá trị của nó là non. Và như vậy non vẫn làm giá trị, nó tương đương giá trị là null hay là nin gì đó, đúng không? À, chúng ta chú ý này, khi ở trong Python thì mọi kiểu giá trị của nó đều có là giá trị bool hết nhé. Thì giá trị của bool là như sau. Thì đây này, thì chúng ta chú ý ở trong Python thì cái hàm bool ấy, nó hàm bool này, nó trả lại cho mọi giá trị được trả lại hết. Thì như sau, nó là trả lại này, nó sẽ trả lại là một nếu cái đối tượng này không là rỗng hay là không là số 0 và không là 5, trả lại là 1 hết. Còn nó sẽ trả lại chỉ là 0 nếu mà obj thuộc trong các kiểu hoặc là rỗng, một cái dãy rỗng, một tập hợp rỗng, một cái từ điển rỗng, tất cả kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu là thùng ấy, hay là một sâu rỗng nhé, hoặc là 0 hoặc là 5. Thế như vậy là cái hàm bool của năm là nó là không, hàm bool của không là nó là không, hàm bool của tất cả những cái dữ liệu là rỗng thì nó là không hết. Hàm bool hàm rất hay nhé. Đây này, bây chúng ta kiểm tra lại này, bool này, bool của cái hàm rỗng này đây thì nó là false, đúng không? Bây giờ chúng ta kiểm tra nhé, hàm bool của cái dãy là cũng một số là không thì nó trả lại giá trị là gì, một một hay là không, true hay là false, nó sẽ là true nhé. Bool của cái số 0 là false, bool của none cũng là false. Các bạn chú ý ở trong Python nhé, thì true này nó chính là bằng một, cho để như này là nó bằng nhau, đúng không? False nó chính là không đấy, chính là không. Ở trong Python chúng ta chú ý có hai cái phép so sánh rất quan trọng, là phép so sánh này và hai là phép so sánh là chữ is. Yeah, có hai phép so sánh rất quan trọng, các bạn này các bạn ghi nhớ lại đi, cái này là nâng cao ở đây nhé. Thì ở trong Python đấy, đây này, trong Python nhé, giả sử chúng ta có hai đối tượng là obj 1 và obj 2, hai đối tượng nằm trong bộ nhớ nhé.
đây bộ nhớ đây. Đây là OBJ1 này. OBJ1, đây là OBJ2. Ta nhắc lại là ở trong Python tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết, không có khái niệm là một giá trị ra ngoài đối tượng hết. Thì trong Python nó có hai cái phép toán so sánh. Một cái so sánh là như thế này, đây là so sánh giá trị. Ta nhớ lại nhé, chúng ta ghi nhớ lại đi, so sánh giá trị. Còn phép thứ hai là cái chữ is, là so sánh đối tượng. Trong bộ nhớ nhé. Như vậy là gì? Như vậy là OBJ1 bằng OBJ2 khi và chỉ khi là cái giá trị của OBJ1 bằng giá trị của OBJ2. Chúng ta lưu ý nhất là giá trị, cái từ giá trị nó không đồng nhất với cái từ là đối tượng đâu. Ở trong C và Pascal thì giá trị đồng nhất với trong Pascal và C thì cái chữ giá trị đồng nhất với cái từ là đối tượng. Còn ở trong trong Python thì là hai cái này là khác hẳn nhau. Trong Python thì là khác nhau. Như vậy là cái dấu bằng là xoắn với giá trị. Còn OBJ1 mà là is OBJ2, tức là hai cái này nó bằng nhau. Is là true đấy. Nó hai cái này is nó là bằng true khi và chỉ khi là cái đối tượng OBJ1 trùng với OBJ2 trong bộ nhớ. Thì hai đối tượng là trùng nhau đây. Để nhé, trong bộ nhớ đây. Nếu mà OBJ1 mà là ở đây, OBJ2 ở đây cùng giá trị thì trùng bằng nhau. Nhưng mà hai ô khác nhau thì cái is này là false, nó là hai đối tượng khác nhau nhé. Đây là OBJ1, OBJ2 là thì viết như này là nó có hai 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 nằm ở hai ô nhớ khác nhau thì suy ra nó là hai đối tượng khác nhau nhé. Còn nếu mà nó như thế này, OBJ1, OBJ2 cùng là một đây, OBJ1 và OBJ2 cùng chỗ này cả thì nó là trùng trùng nhau. Trường này này là OBJ1 is OBJ2 bằng true nhé. Đó thì tất nhiên là nếu mà chúng mà là trùng, là nằm trong cùng bộ nhớ thì sẽ chúng mình bằng nhau. Tức là nếu mà OBJ1 mà là is OBJ2 thì sẽ suy ra là OBJ1 là bằng cái giá trị. Nhưng mà ngược lại thì không đúng, ngược lại là sai. Đây điều khác biệt giữa Pascal và C. Pascal và C thì hai cái này là một, cho nên là nếu mà trùng nhau với đối tượng thì suy ra là trùng nhau với giá trị. Ngược lại, nếu trùng nhau với giá trị thì suy ra trùng nhau với đối tượng. Đó là Pascal và C. Còn Python thì không phải. Hôm đầu tiên tôi nói rồi thì là ở trong Python thì khái niệm là dữ liệu. Nó là đối tượng. Và đối tượng thì nó có đó những ba thuộc tính, ba cái khái niệm. Một nó là kiểu, nó thuộc cái kiểu nào, đúng không? Hai là nó là thuộc kiểu nào. Hai là nó có cái giá trị value của nó là như thế nào. Và ba thế là nó là đối tượng, nó nằm ở đâu trong bộ nhớ, nằm ở vị trí nào trong bộ nhớ, chỗ nào trong bộ nhớ. Đấy, nó khác nhau. Như vậy là hai đối tượng có thể có cùng cùng giá trị
nhưng mà sẽ là hai, vì nó nằm ở hai vị trí khác nhau thì nó vẫn hai đối tượng khác nhau nhé. Bạn thấy cái phần này thì để đến vài buổi nữa tôi sẽ có hẳn cái buổi riêng nói về cái này, nhưng hôm nay là nhân tiện nói về cái hàm bool của của các đối tượng trong Python. Tôi nhắc lại như vậy được rồi, mà chúng ta hết thời gian mất rồi. Thì như vậy là trước khi mà chuẩn bị nó sang buổi sau thì tôi nói luôn này, là như vậy là chúng ta đây ở cái màn hình này chúng ta đã có một khái niệm rất quan trọng đây nhé. Như vậy là kiểu dữ liệu là SQL này, và với set, với dict, với file là kiểu dữ liệu rộng hơn là cái này, và nó nằm trong kiểu dữ liệu gọi là tuần tự. Đấy, như vậy là ở trong Python nó kiểu dữ liệu rất quan trọng, kiểu dữ liệu tuần tự nó là mở rộng hơn của kiểu dữ liệu. Thì tôi sẽ bổ sung mà không kịp. Chúng ta sẽ làm quen với kiểu dữ liệu nó là kiểu dữ liệu là tuần tự. Rất quan trọng luôn. Ở trong Python quan trọng lắm tuần tự. Thì ở trong này nó có gì? Những cái thằng như là string này nằm trong dữ liệu tuần tự, là tuple này, list này, range này, tuần tự, set này, tuần tự, dict này là từ điển này, file này, tuần tự. Đó. Ngoài ra còn nhiều kiểu dữ liệu khác ở trong này nữa. Thì tuần tự là cái gì? Tuần tự là kiểu dữ liệu mà nó nôm na là nó hỗ trợ lệnh for x in đối tượng nhé. Định nghĩa là kiểu một hỗ trợ lệnh for là nó mà là có thể duyệt tuần tự tiếng Anh nó là iterable, là kiểu dữ liệu có thể duyệt tuần tự từng phần tử một ở bên trong. Nó là kiểu dữ liệu mở rộng hơn so với là string, tuple hay là list hay là range. Nó mở rộng hơn là cả set, cả dict, cả file, và nó có thể mở rộng ra nữa. Thì cái lớp dữ liệu tuần tự là rất quan trọng. Thì thôi hôm nay đúng hôm nay thì nói những cái đó nhưng mà chúng ta hết thời gian mất rồi. Thì để buổi sau tôi sẽ nói sang cái chúng ta học hẳn cái bài riêng về chính là bài số 2, là chương 2. Nhưng mà chúng ta hôm nay là xong chương 1 đấy. Xong chương 1 là cái chương là ôn tập các kiểu dữ liệu cơ bản của Python. Đấy, thì chúng ta đang học dữ liệu đơn này, dữ liệu thùng này, dữ liệu SQL này. Rồi đấy thì và chúng ta sẽ bài sau chúng ta sẽ học mở rộng ra kiểu dữ liệu là tuần tự. Cái này cái nhắc lại là kiểu dữ liệu tuần tự là vô cùng quan trọng, rất quan trọng luôn của Python. Những ai mà chưa hiểu dữ liệu tuần tự thì nôm na có thể nói là chưa hiểu Python. Cái này mà dù cái này không có trong sách giáo khoa và nó có thể nằm ở trong phần nâng cao, nhưng mà theo tôi là tất cả đều phải biết cái kiểu dữ liệu tuần tự này nhé. Quay hỏi thì không nhỉ? Thôi tôi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé. Vì tôi hết thời gian chúng tôi không nói thêm cái này, phải nói đầu rất là dài. Thế cho em hỏi chút là em có hỏi đi. Thế nếu như hai đối tượng nó cùng địa chỉ thì nếu như trong SQL cộng cộng thì em thấy là giống như kiểu con trỏ thì mới cùng trỏ vào địa chỉ được chứ ạ. Chứ còn nếu như mà hai biến mà nguyên hoặc là biến thực thì làm sao chính thì nó thế, không thể cùng chính thế cùng địa chỉ được. Cái này tôi sẽ nói sau. Ở trong Python nôm na là mọi cái nhớ đều là 100% con trỏ hết. À đấy. Vâng, 100% là con trỏ. Ừ đấy, không cái sau nhá. Toàn bộ biến nhớ của Python là con trỏ. Mình nhớ nó ngay từ đầu thì cái này không thể dạy cho học sinh được vì là nó rất là khó, cho nên là không dạy cho học sinh mà không cần biết. Khi chúng ta thao tác trên dữ liệu chúng ta cảm giác như nó là dữ liệu bình thường đúng không, nhưng mà chính vì nó là con trỏ hoàn toàn cho nên là nó là rất giống con trỏ của thằng Pascal và C, và cái đó nó gây cho học sinh rất là khó hiểu cho đấy, rất là rất nhiều một lần nhé. Dạ vâng, em cảm thấy nhé. Chúng ta nghỉ nhá. Dạ, các bạn mà không hiểu các bạn cứ hỏi tôi ở trên nhóm nhé, thì tôi trả lời cho nhé. Bắt đầu là khó dần rồi đấy nhé. Và em không em chào thầy ạ. Chào bạn.